Nhận định: soi kèo UAE với Malaysia, 23 giờ 45 phút ngày 3 tháng 6, trở lại sân nhà. Cũng dễ hiểu khi UAE được đánh giá vượt trội ở kèo đấu đêm nay, thể hiện quyết tâm nhưng rõ ràng rất khó để Malaysia có thể tạo lên bất ngờ. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Giai đoạn lượt đi bảng G vòng loại thứ 2 WCC 2022, Malaysia đã suýt chút nữa tạo nên bất ngờ trước UAE. Đoàn quân của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe vươn lên dẫn trước ngay ở phút đầu tiên của trận đấu. Dẫu vậy, UAE đã tiếp tục cho thấy họ ở đẳng cấp cao hơn khi thực hiện màn lội ngược dòng thắng 2-0 trên đất Malaysia. Đó cũng là lần thứ 7 liên tiếp UAE khiến Malaysia phải tay trắng rời cuộc chơi. Lần tái đấu sắp tới với lợi thế sân nhà, đội bóng Trung Đông hứa hẹn nối dài mạch thắng lên con số 8. Trước khi bước vào hành trình chinh phục 4 trận đấu còn lại tại bảng G, UAE đã thị uy sức mạnh bằng những thắng lợi ấn tượng 5-1 trước UAE và 6-0 trước Ấn Độ. Trong khi đó, Malaysia rõ ràng đang có rất nhiều vấn đề sau 18 tháng bóng đá nước này phải đóng băng vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, dù đã tung ra sân lực lượng mạnh nhất, Malaysia vẫn phơi áo với tỷ số 0-2 ở trận giao hữu với Bahrain. Hai trận sân khách gần đây, Malaysia toàn thua mà không thể ghi nổi một bàn danh dự. Cộng soi tỷ lệ kèo châu Á, lần gần nhất tiếp đón Malaysia trên sân nhà, UAE đã giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 10-0. Trước giờ bóng lăn họ chấp âm 2-1/2 theo kèo châu Á. Lần tái đấu sắp tới Malaysia tiếp tục được chấp cộng 2-1/2 và khả năng cao họ sẽ phải nhận một thất bại đậm tiếp theo. Chọn UAE, cộng soi tỷ lệ kèo tài xỉu, cửa trên có lợi về kèo handicap. Kịch bản nổ tài trong 90 phút sắp tới được tin tưởng sẽ xuất hiện. Hai trận gần đây UAE cho thấy hàng công của họ đã trở lại với phong độ cao nhất khi xé lưới đối thủ 11 lần. Chọn tài. We'll be right back.